Nếu hôm nay Việt Nam thất bại, liệu có còn 90 triệu trái tim Việt Nam không? Từ cái dở dang của những thế hệ đàn anh, bóng đá Việt Nam đang dần bước sang những trang lịch sử mới, với một lứa cầu thủ đầy tài năng đạo đức và thật sự đã mang đến được những niềm tự hào lớn lao cho cả dân tộc. Còn nhớ, tại bán kết AFF Cup 2014, đội tuyển Việt Nam khi ấy được dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Nhật Bản. Toshiya Miura cũng tiến vào bán kết với vị trí Nhật Bản. Những ngôi sao vàng giành thắng lợi thuyết phục 2-1 ngay trên sân của Malaysia, nhưng sau đó bất ngờ nhận thất bại 2-4 ngay trên sân nhà Mỹ Đình ở trận lượt về. Và để đối thủ đoạt tấm vé vào chung kết tổng tỷ số 4-5, chiếc cúp danh giá mà người Việt chờ đợi suốt 10 năm nay chỉ còn cách chúng ta vài giờ đồng hồ trên sân Mỹ Đình. Chiến thắng và chiến thắng, câu thần chú đang âm ỉ trong triệu triệu người hâm mộ Việt Nam chỉ chực chờ 90 phút hôm nay kết thúc và đổ ra đường ăn mừng. Thế nhưng, nếu Việt Nam thất bại thì sao? Việt Nam thua, thật sự chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người hâm mộ cảm thấy buồn đến mức vô địch rồi. Cảm giác đau lòng sẽ lớn hơn nữa khi mọi thứ Việt Nam đang sở hữu hoàn toàn có thể biến cơn khát danh hiệu 10 năm thành hiện thực. Nhưng một lần nữa, nếu viễn cảnh ấy thất bại được diễn ra, Việt Nam sẽ như thế nào? Buồn bã, đau lòng, bực tức và đổ lỗi, hẳn đây sẽ là trình tự khá logic cho phần đông tâm lý người hâm mộ Việt Nam. Nếu tuyển Việt Nam để vụt mất cúp vàng, chúng ta thường tìm ra ai đó chịu trách nhiệm cho những đớn đau mà quên mất rằng người trong cuộc mới chính là kẻ phải gánh trên mình nỗi chua cay gấp vội phần. Hà Đức Chinh, Công Phượng hay Quang Hải là những cái tên đã từng sống trong dây dứt chỉ vì chỉ trích của người hâm mộ sau mỗi thất bại của đội tuyển. Và thử nghĩ xem, bước vào trận cầu, điều khiến các cầu thủ e dè chẳng phải là đối thủ mạnh như hổ mà lại là nỗi sợ mang tên người hâm mộ. Tưởng vô lý mà điều này đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Vì thế, xin người hâm mộ Việt đừng hạ hỏa bằng cách tấn công chính những người đã miệt mài cống hiến sức mình trên sân chỉ để thực hiện quá giấc mơ của cả dân tộc. Họ xứng đáng nhận lại sự an ủi và khích lệ hơn những lời cay nghiệt, đó là khi Việt Nam thất bại. Bóng đá với người Việt từ bao giờ đã hơn cả một môn thể thao giải trí. Ở đó còn là niềm tự hào và tự tôn dân tộc. Thật bực tức nếu Việt Nam thua trong khi đội bóng chúng ta đang có lợi thế. Thậm chí Việt Nam đã hòa trên thế thắng, mọi thứ đã dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần thi đấu tập trung và làm đúng những gì làm trên đất Malaysia trong trận lượt đi thôi cũng đủ để vô địch. Nhưng bóng đá luôn là ẩn số và chỉ khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu mới biết được kẻ thắng người thua. Nếu thấm nhuần chân lý này thì hẳn người hâm mộ sẽ cảm thông với đội bại trận và theo một cách tích cực hơn, người hâm mộ có thể dành ra thêm một tháng nữa cho ASEAN Cup, một năm nữa cho SEA Games, hai năm nữa cho AFF Cup và rất nhiều giải đấu khác có sự góp mặt của các cầu thủ, đó vẫn là khi Việt Nam thất bại. Chúng ta mong Việt Nam chiến thắng và người Malaysia cũng khao khát một chiếc vô địch. Thật khó để chung vui cho đội bạn khi ta thất bại, nhưng cũng xin đừng trút giận lên họ. Nếu trên sân, 11 cầu thủ Việt Nam luôn phen lay với đội thủ, thì ngoài sân, người hâm mộ hãy làm điều tương tự, đó mới là người hâm mộ văn minh. Nếu Việt Nam thua, hãy cố chế ngự nỗi buồn, quên việc tìm nguồn cơn của thất bại đi, vì dăm ba bình luận trên mạng xã hội không thể khiến bạn thành chuyên gia. Điều người hâm mộ nên làm là tiếp tục dành cho đội tuyển niềm tin và hy vọng, bởi các cầu thủ chúng ta còn rất trẻ, hãy cho họ thời gian. Còn nếu ai đó lý luận, tôi tin họ đủ rồi, tôi thất vọng vì họ thua, thì hãy từ bỏ đội tuyển, hơi phũ phàng, nhưng nên như vậy. Vì đã chọn đồng hành thì phải biết giữ lửa, ngọn lửa từ trái tim với tình yêu bóng đá thật sự. Đó là viễn cảnh được vẽ ra nếu Việt Nam thất bại. Nhưng Việt Nam vẫn chưa đá, 90 phút hôm nay vẫn là ẩn số. Chúng ta sẽ đá trên sân nhà với đội hình đang chơi cực kỳ hưng phấn. Chúng ta có một thầy phù thủy mang tên Bác Hăng Sâu. Chúng ta có thể và có cơ sở để tin vào chất vô địch. Vậy tại sao lại trù dập khi vẽ ra viễn cảnh thất bại điên rồ như vậy? Vì nếu là nếu, vì để đặt những đôi chân người hâm mộ dưới mặt đất, vì để người hâm mộ Việt hy vọng mà không kỳ vọng. Những người hâm mộ Việt vẫn đang chờ đợi một trận thắng suốt 10 năm qua. Một mẩu chuyện nhỏ để thổi bùng niềm tin của người hâm mộ Việt về cúp vàng vào hôm nay. Căn biệt thự nơi huấn luyện viên Bác Hăng Sâu ở cạnh sân vận động Mỹ Đình có một khung cửa sổ hướng ra sân, ông từng chia sẻ. Bản thân từng hay đứng đấy quan sát lối đá của đội bạn khi họ đến sân tập luyện. Philippines đã thua vì cái cửa sổ này và Malaysia cũng không ngoại lệ. Nếu ai đó vẫn mơ hồ và hoài nghi với mọi thứ thì có thể đặt niềm tin vào khung cửa sổ nhà ông Park. Nếu vẫn không tin thì chỉ còn cách chờ vào hôm nay tại Mỹ Đình, chờ đội tuyển Việt Nam sẽ viết tiếp nên lịch sử. Trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa chủ nhà Việt Nam và đội tuyển Malaysia sẽ diễn ra hôm nay trên sân Mỹ Đình vào lúc 19:30.